Nhãn Tư Chiến xin kính chào quý vị ha. Chúng tôi hôm nay gửi đến quý vị một sản phẩm mới của công ty chúng tôi, có bảo hành 3 năm và bảo trì trọn đời cho quý vị. Căn nhà nằm vị trí đường 75, vỉa hè 4m, nằm tại khu dân cư phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, nằm cách biển Nguyễn Tất Thành chỉ mất đúng y là 150m quý vị. Đường 75, khu dân cư dân trí và đường xá sạch sẽ, thông thoáng. Căn nhà hôm nay thì mới hoàn thiện xong, với diện tích đất lên đến là 92,5m², chiều ngang 4m rưỡi, chiều dài gần 21m quý anh chị, nằm hướng Tây Nam, tọa lạc tại thành phố biển, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Một trong những căn nhà có mẫu thiết kế bán rất là tốt trong năm 23 và 24. Căn nhà được thiết kế với một trệt và hai lầu. Chúng ta tổng cộng có đến 3 phòng ngủ, 4 toilet, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi và gara ô tô. Quý anh chị là chúng ta đang có nhu cầu tìm nhà tại thành phố Đà Nẵng để định cư và chúng ta có thể kinh doanh buôn bán thì có thể tham khảo ngay căn nhà hôm nay. Căn nhà hôm nay thì giá bán chỉ nhỉnh 6 tỷ nhưng quý anh chị ha. 6 tỷ hơn một chút, có thương lượng. Thiết kế phong cách hiện đại, phong cách tối giản, gam màu rất là hiện đại luôn, trẻ trung, sang trọng. Không gian tầng trệt thì chúng ta sẽ có khu vực gara ô tô, phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ phía dưới. Tầng 2 chúng ta sẽ có hai phòng ngủ chính, tầng 3 sẽ là khu vực phòng thờ, sân phơi. Với không gian chiều ngang 4m rưỡi như quý anh chị, chúng ta rất là dễ thiết kế, cũng như là có xăng gara ô tô. Với chiều dài lên đến là hơn 20m. Chúng ta có lối thiết kế với không gian rất là hài hòa. Từ phòng khách và phòng bếp thì chúng ta thiết kế xuyên suốt để chúng ta lấy không gian ánh sáng tốt hơn. Và gam màu thì thiết kế nhẹ nhàng dịu, một trong những phong cách rất là được ưa chuộng hiện nay. Với không gian gam màu trắng xám nhẹ và gam màu vàng nhạt của gỗ kết hợp nên một không gian rất là tuyệt vời. Và căn nhà hôm nay thì chúng ta bán có nguyên nội thất như trong video tôi chỉ gửi đến quý anh chị. Full nội thất chúng ta chỉ cần xách vali vào ở ngay. Khu vực không gian phòng bếp thiết kế rất là dài, 6m luôn quý anh chị. Chúng ta thỏa thích nấu nướng ở đây. Khu vực không gian bếp thì chúng ta có sẵn tủ bếp, các vật dụng nhà bếp cũng như là bộ bàn ghế, bàn ăn sau ghế ở đây quý anh chị. Đây là một trong những mẫu nhà bán rất là tốt trong năm 23 và 24. Mẫu này thì đa số là chỉ bán trong tầm 1 tuần cho đến 2 tuần là bán được rồi. Cho nên là quý anh chị là chúng ta đang cần có nhu cầu mua nhà thì có thể tham khảo ngay và đi xem ngay.
Căn nhà hôm nay thì chúng ta chỉ cần có 2 tỷ thôi. Thì bên công ty Chiến sẽ hỗ trợ quý vị vay ngân hàng với lãi suất rất là tốt. Lãi suất 5,5%. Chúng ta chỉ cần có 2 tỷ là chúng ta có thể mua căn nhà hôm nay. Đây là khu vực không gian phòng bếp và phòng toilet phía dưới. Và tiếp theo cuối cùng là phòng ngủ tầng trệt cho người lớn tuổi. Căn nhà hôm nay thì thiết kế cũng như là trang bị đầy đủ hết nội thất rồi. Phía sau này chúng ta sẽ có một lối thoát hiểm riêng quý vị ha. Lối thoát hiểm phía sau 1m2. Căn phòng này thì thiết kế với diện tích là 18m2. Có không gian tủ, giường, chăn ga, gối đệm. Đây là một trong những mẫu nhà với gam màu rất là tuyệt vời. Được rất là nhiều anh chị cũng như là cô chú đón nhận mua để ở định cư rất là nhiều. Với vị trí này thì chúng ta ngay trung tâm của quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Căn nhà hôm nay thì cách trung tâm Đà Nẵng là quận Hải Châu, thì cách trung tâm quận Hải Châu là chỉ mất khoảng 5 km quý anh chị. Cách trung tâm quận Thanh Khê là mất chỉ 2 km thôi. Và chúng ta đi ra biển Nguyễn Tất Thành thì chỉ mất khoảng đúng là 150m. Vị trí căn nhà hôm nay thì rất là tuyệt vời cho chúng ta định cư. Đây là khu vực không gian cầu thang. Không gian cầu thang được ốp đá hoa cương 100%. Với cái view nhìn xuống không gian phòng bếp và phòng khách rất là tuyệt vời. Và quý vị đang xem trực tiếp trên kênh Nhà Đầu Tư Chiến, nếu quý vị có thấy video này hay, nhà đẹp thì quý vị hãy để lại một like hoặc đăng ký kênh để ủng hộ Tư Chiến nha. Bên công ty chúng tôi vẫn còn rất là nhiều sản phẩm nhà đẹp, đất đẹp và tòa căn hộ và khách sạn gửi đến quý vị có thể theo dõi trực tiếp trên kênh Zalo, Facebook Nhật Tư Chiến để tiện theo dõi thông tin hơn. Kênh YouTube thì chúng tôi cập nhật rất là ít, thời gian gần đây thì khá là bận quý vị. Quý vị nào đang theo dõi Zalo, Facebook thì chúng ta có thể tham khảo thêm rất là nhiều sản phẩm này đó ha. Tiếp tục thì khu vực này là khu vực phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ phía sau ở trên tầng 2. Tất cả các phòng ngủ chúng ta đều có toilet bên trong quý vị ha. Không gian toilet bên trong được thiết kế với phong cách full nội thất rồi. Phong cách hiện đại, mẫu mã mới nhất, thiết bị nội thất trang trí mới nhất luôn quý vị. Căn nhà hôm nay thì giá bán là chỉ nhỉnh 6 tỷ thôi quý vị ha. Hơn 6 tỷ một chút quý vị là có nhu cầu thì hãy tham khảo ngay căn nhà hôm nay. Giá bán này hiện tại đang rất là tốt. Vị trí đường 75, diện tích gần 100m2 quý vị. Giá bán này thì đang khá là sát so với thị trường rồi. Chúng ta sẽ còn thương lượng thêm một ít nữa. Quý vị đến mua gặp Tư Chiến, chúng tôi sẽ trao đổi giá với quý vị luôn. Tiếp tục là căn phòng ngủ master, căn phòng đẹp nhất của ngôi nhà hôm nay. Căn phòng này chúng ta có diện tích là lên đến là 45m2, có không gian sân vườn. Một trong những cái view đẹp nhất của căn nhà hôm nay là ở đây. Một khoảng sân vườn trước để chúng ta có thể vừa ngồi ngắm cây cảnh. Và với khí hậu ở đây thì gần biển cho nên là mát quanh năm. Gió mát quanh năm, gió mà ở biển thì chúng ta biết rồi. Gió là như điều hòa. Chúng ta không cần bật điều hòa. Một căn nhà hết sức là tuyệt vời dành cho quý anh chị. Giá bán chỉ hơn 6 tỷ một chút thôi quý anh chị ha. Các phòng toilet bên trong được thiết kế khá là rộng rãi luôn. Các thiết bị gạch men ốp tường đầy đủ thôi.
Thiết kế thì phong cách nhẹ nhàng, tối giản, gam màu trắng chủ đạo. Đây là một trong những mẫu thiết kế bán rất là tốt trong năm 23 và 24 tại khu vực thành phố Đà Nẵng. Quý anh chị có nhu cầu trực tiếp muốn mua căn nhà này hãy gọi Tư Chiến, chúng tôi sẽ dẫn quý anh chị xem trực tiếp căn nhà hôm nay. Giá bán đang rất là tốt rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với không gian trên tầng cuối cùng, tầng 3. Khu vực không gian tầng 3 thì chúng ta sẽ có phía sau là sân phơi và phía trước là phòng thờ. Vâng, đảm bảo là quý anh chị chúng ta đi xem trực tiếp căn nhà hôm nay chúng ta sẽ mê ngay luôn. Một căn nhà với công năng thiết kế rất là tuyệt vời như thế này. Vị trí lại đẹp, gần biển, khu dân cư dân trí, thành phố đáng sống nhất thành phố của Việt Nam hiện nay. Không gian phía sau này chúng ta được thiết kế mái tôn đóng hết rồi. Với giá bán là 6.200.000.000 vẫn còn thương lượng nha quý anh chị. 6.200.000.000 vẫn còn thương lượng cho quý vị tiện chỉ muốn mua. Đây là khu vực không gian phòng thờ. Không gian phòng thờ được thiết kế lên đến là 16m², khá là rộng rãi. Phía trước cũng là còn là một khung khoảng sân vườn vui chơi. Một trong những không gian rất là tuyệt vời. Vâng, quý anh chị có nhu cầu hãy gọi Tư Chiến nha. Xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi căn nhà hôm nay.